Xin chào tất cả các em học sinh lớp 6 của trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Thầy xin thay mặt cho tổ toán cũng như nhóm 6 của trường để hướng dẫn các em ôn tập trong kỳ thi kiểm tra giữa học kỳ sắp tới thông qua video ôn tập này. Trong kỳ thi kiểm tra sắp tới thì các bạn sẽ trong đề thi của các bạn sẽ có hai phần, một phần đó là phần trắc nghiệm và một phần là phần tự luận. Bây giờ thầy sẽ cùng với các bạn bước vào phần trắc nghiệm. Thì các bạn lưu ý là phần trắc nghiệm thì các bạn phải đọc kỹ cái hướng dẫn khi làm trắc nghiệm, đó là có thể là các bạn sẽ khoanh tròn hay là các bạn sẽ trả lời điền vào cái khung trả lời, thì các bạn phải nhớ làm cho đúng nhé. Rồi ta hãy vào câu đầu tiên. Trong các cách viết sau, cách viết nào không phải là phân số nha các bạn. Như vậy chúng ta hãy xem những cái cách viết sau đây. Thế thì cách viết không phải là phân số là khi nó vi phạm cái quy định về phân số mà khi chúng ta học ở trong chương trình lớp 6, thì quy định là phân số chúng ta học ở trong chương trình lớp 6 đó là tử số và mẫu số sẽ là các số nguyên và mẫu số phải là số nguyên khác không. Như vậy các bạn dễ dàng thấy được câu C bị vi phạm bởi vì tử số của nó là 1,2 không phải là số nguyên các bạn nha. Ta sang câu số 2, phân số đối của phân số trừ 6 phần 5. Thầy nghĩ rằng câu hỏi này rất là dễ, không có cần phải giải thích nhiều, ta dễ dàng nhận ra được 6 phần 5 chính là số đối của trừ 6 phần 5. Về mặt hình thức thì các bạn có thể nhận dạng nhanh, thứ nhất là con số nó giống nhau, dấu nó đối nhau. Nhưng về mặt định nghĩa thì hai phân số được đối nhau khi mà tổng của nó bằng không. Các bạn cộng hai phân số này lại các bạn sẽ thấy bằng không. Ta sang câu số 3. Khẳng định đúng trong các khẳng định sau. À, rồi chúng ta xem. Như vậy cái nào sai chúng ta sẽ loại bỏ các bạn ha. Đầu tiên vô chúng ta nhìn thấy cặp phân số đầu tiên có cùng mẫu dương. Vậy ta so sánh tử trừ 3 nhỏ hơn trừ 14. Sai, trừ 3 lớn hơn trừ 14. Cho nên khẳng định này là khẳng định sai. Đấy, các bạn thấy khẳng định sai khi các bạn click vô thì nó sẽ bị như thế. Và ta dễ dàng nhận ra được khẳng định đúng của chúng ta chính là ở câu B là trừ 4 phần trừ 9 lớn hơn 0. Tại sao? Bởi vì trừ 4 phần trừ 9 đó là phép chia của hai số nguyên cùng dấu thì chắc chắn nó kết quả nó là số dương. Các bạn ha. Ta sang câu 4. Hai phân số bằng nhau. À, hai phân số bằng nhau khi nào? Khi mà chúng ta có tích chéo, tức là tử phân số này nhân mẫu phân số kia nó phải bằng nhau. Có nghĩa là A nhân cho D phải bằng B nhân cho C. Chúng ta xem câu trả lời. Vậy ta dễ dàng nhận ra được câu trả lời đúng của chúng ta chính là câu B. Ta sang câu hỏi tiếp theo. Phần tô màu xanh trong hình sao biểu diễn phân số nào? Các bạn nhìn tổng quan thấy là cái hình chữ nhật này được chia ra làm 12 phần bằng nhau. À, trong đó 6 phần là ô vuông phía trên và 6 phần là ô vuông phía dưới. Thì cái phần tô màu xanh này chúng ta chiếm là 8 ô vuông. Như vậy, phân số biểu thị cho nó là 8 phần 12. À, và nhớ rằng 8 phần 12 của chúng ta là phân số chưa tối giản. Cho nên các bạn nhìn ở đây sẽ không thấy phân số nào là 8 phần 12. Nhưng nếu 8 phần 12 các bạn rút gọn xong thành phân số tối giản thì nó sẽ chính là 2 phần 3. Và câu trả lời đúng của chúng ta là câu D. Ta sang câu 6. Bạn An đọc một quyển sách trong 3 ngày. Ngày thứ nhất An đọc được 1 phần 11 quyển sách. Ngày thứ hai An đọc được 8 phần 11 quyển sách. Hỏi trong 2 ngày An đọc được bao nhiêu phần quyển sách? Các bạn nhớ đọc câu hỏi cho kỹ. Người ta hỏi là đọc được bao nhiêu phần quyển sách, chứ không hỏi là đọc được bao nhiêu trang. Do đó ta chỉ cần cộng hai cái phân số biểu thị số phần quyển sách đọc được ở 2 ngày đầu lại là xong. Đó là 1 phần 11 cộng 8 phần 11. Vậy các bạn dễ dàng thu được kết quả của mình là 9 phần 11. Đó chính là câu B. Ta sang câu số 7. 1 phần 3 của 21 là... Như vậy để làm câu này chúng ta nhớ lại lý thuyết. Muốn tìm giá trị phân số của một số cho trước thì ta sẽ lấy số đó nhân với phân số đó, phân số tương ứng. Thì các bạn nhìn nè, ta đi tìm 1 phần 3 của 21, vậy số cho trước của mình là 21, vậy ta lấy 21 nhân cho phân số tương ứng 1 phần 3. Thì các bạn sẽ thu được kết quả 21 phần 3, rút gọn nó sẽ ra là 7. Đó chính là câu A. Ta sang câu số 8, đó là câu hỏi liên quan đến kiến thức hình học. Trong hình vẽ dưới đây, đường thẳng D đi qua điểm nào? Thế thì mình nhìn thấy đường thẳng D của mình, cái đường thẳng màu xanh này các bạn. Trên đây nó có điểm K và điểm O. Như vậy rõ ràng đường thẳng D đi qua điểm K và O. Câu hỏi này cực kỳ dễ, các bạn hoàn toàn nhận biết. Tức là nhanh. Ta chọn câu A. Có bao nhiêu đường thẳng trong hình vẽ sau? Thế thì các bạn cần phải nhớ kỹ một điều. Một đường thẳng có thể có nhiều cách đọc tên khác nhau, nhưng nếu về mặt hình ảnh thực tế nó chỉ thực chất là một đường thì ta chỉ thì những đường thẳng đó được gọi là những đường thẳng trùng nhau và nó chỉ được tính là một đường nha các bạn. Vậy thì ở đây để đếm thì các bạn sẽ nhìn từ điểm A trước, các bạn sẽ thấy nó có được một chùm đi ra bốn đường thẳng.
và có một đường thẳng nằm ngang bên dưới. Đường thẳng nằm ngang bên dưới này có rất là nhiều cách đọc tên khác nhau nhưng chỉ tính là một đường, bởi vì tất cả những đường thẳng nó trùng nhau. Trùng nhau tức là duy nhất là một. Đây các bạn nhìn thấy như vậy rõ ràng tất cả có 5 đường thẳng. Ta chọn câu D. Ta sang câu hỏi số 10. Điểm A thuộc đường thẳng D được ký hiệu là, à cái này là kiểm tra kiến thức về ký hiệu của các bạn. Thế thì người ta sẽ sử dụng ký hiệu thuộc để biểu diễn một điểm thuộc đường thẳng và ta rõ ràng thấy rằng câu trả lời đúng sẽ là câu câu B. Ta sang câu 11, trong các biển báo sau, biển báo nào có trục đối xứng? Thế thì trục đối xứng sẽ là cái trục mà chia cái hình đó ra thành hai phần. Mà khi các bạn gấp cái tờ giấy, các bạn hãy tưởng tượng chúng ta gấp cái tờ giấy, cái trang tập của mình lại theo cái nếp gấp là trục đối xứng, thì lúc này hình vẽ sẽ có hai phần được trùng khít lên nhau khi chúng ta gấp lại, không thừa không thiếu các bạn nha. Như vậy ta dễ dàng nhận ra được ở hình A là ta sẽ làm được công việc đó, ở hình C ta cũng làm được việc đó, nhưng ở hình B và D thì các bạn sẽ không tìm ra được cái trục đối xứng nào. À, các bạn muốn thì các bạn cứ tưởng tượng và ta gấp tờ giấy lại mà nó trùng khít lên nhau. Ở đây cái hình dễ lẫn lộn nhất đó là hình D. Các bạn cứ tưởng là nó sẽ có một cái trục đối xứng thẳng đứng, nhưng khi ta gấp lại thì các bạn chú ý là hai cái chiều mũi tên này nè. Một cái mũi tên chỉa lên, một cái mũi tên chỉa xuống, cho nên nó sẽ không trùng khít nhau được nha các bạn nha. Cho nên câu trả lời đúng của mình sẽ là câu A, tức là gồm có hình A và hình C thôi. Còn cái hình B thì dễ dàng nhìn thấy là nó không có trục đối xứng rồi. Câu 12. Trong hình vẽ sau có bao nhiêu hình có tâm đối xứng? Tâm đối xứng sẽ là một cái điểm mà khi các bạn chấm bất kỳ điểm nào trên cái hình người ta cho, các bạn nối qua tâm đối xứng thì các bạn sẽ thu được một cái điểm ở bên kia cũng nằm trên cái hình đó mà nó nhận cái tâm đối xứng là trung điểm, thì lúc đó được gọi là có tâm đối xứng. Vậy các bạn dễ dàng nhìn thấy nè, ở đây chỉ có duy nhất cái hình cánh quạt thì mới có tâm đối xứng thôi. À, các bạn rất là dễ nhầm lẫn là tam giác đều có tâm đối xứng nhưng mà tam giác đều không có tâm đối xứng các bạn nha. À, đây hình trái tim và hình cánh diều thì các bạn dễ nhận ra rồi, thầy chỉ lưu ý các bạn là ở cái hình tam giác. Bây giờ ta sẽ bước sang phần tự luận. Phần tự luận đầu tiên đó là ta nói về thực hiện phép tính, thì các bạn lưu ý rằng thực hiện phép tính ở đây đối với phép toán cộng trừ là các bạn bắt buộc phải quy đồng mẫu số khi nó có cùng mẫu số dương, thì lúc đó các bạn mới được việc thực hiện phép tính sử dụng máy tính để bấm lúc đó cho nó ra kết quả thì đồng ý. Và mỗi lần bấm máy tính các bạn chỉ được phép bấm một phép tính mà thôi nha. Còn nếu các bạn không quy đồng mẫu số thành mẫu số chung dương mà các bạn bấm máy tính sẽ không cho điểm. Phép toán chia thì các bạn phải chuyển được về thành phép toán nhân, nghịch đảo cho phân số còn lại thì lúc đó các bạn mới được quyền sử dụng hỗ trợ máy tính. Rồi ta bắt đầu vào. Ở câu A thì các bạn thấy ở đây nó có đã cùng mẫu dương là 6 rồi thì công việc quá đơn giản không cần phải nói nhiều. Đây, chúng ta cộng lại là 3 phần 6, đến đây công việc chưa kết thúc nha các bạn, bởi vì phân số 3 phần 6 còn rút gọn được, tối giản ra 1 phần 2. Ta sang bài B. 3 phân số không cùng mẫu, các bạn lưu ý mẫu lớn nhất ở đây là 15 có thể chia hết cho 5 và 3, cho nên ta sẽ chọn mẫu chung chính là 15 luôn. Chứ chúng ta đừng có lấy mẫu chung bằng cách nhân ba cái mẫu này lại, nó sẽ rất là lớn, mặc dù các bạn làm không sai nhưng nó sẽ rất là lớn, dễ dẫn các bạn tới những cái thao tác sai trong lúc thực hiện bài toán nha. Chứ còn cái mẫu mà các bạn lấy ba cái này nhân lại thành mẫu số chung là vẫn đúng, nhưng các bạn sẽ rất dễ sai, đó là lưu ý nha. Đây các bạn chú ý, đây chúng ta quy đồng thành ba cái mẫu chung là ba cái mẫu giống nhau là 15 15. Tuy nhiên, thầy góp ý nếu bạn nào đã hiểu được sau khi thầy trình bày như thế này rồi, đây chúng ta cộng lại lần lượt từng hai phân số thì các bạn sẽ thu được là 1 phần 5. Còn nếu các bạn đã hiểu thấu đáo rồi thì các bạn lưu ý là ở cái bước thứ nhì này các bạn không cần phải tách ra tới ba cái mẫu như thế này. Các bạn gạch một mẫu chung là 15. Trên tử các bạn lần lượt quy đồng thành 10 trừ 9 cộng 2 và lúc đó các bạn được quyền bấm máy tính từ dòng thứ hai xuống thẳng dòng thứ tư mà không cần thông qua cái việc đó là tính từ từ mỗi cặp như thế. Ta sang câu C. Ở trong mặt chúng ta là một phép toán trừ rồi nhân cho 4 phần 15 cộng cho 2 phần 3. Như vậy ta sẽ thực hiện trong mặt trước và trong mặt này các bạn phải tiến hành quy đồng. Đây quy đồng với mẫu số sẽ là 4 ha. Và như vậy các bạn sẽ ra được kết quả trong mặt là 5 phần 4. Sau đó các bạn thực hiện phép toán nhân này. Phép toán nhân này các bạn có thể bấm máy tính nè. Tuy nhiên thầy vẫn khuyên các bạn là nên tập tính nhẩm bởi vì cái khả năng tính nhẩm của các bạn chưa có được tốt. Tính nhẩm ta sẽ ra được 1 phần 3 cộng 2 phần 3. Như vậy kết quả ra 3 phần 3 chính là 1.
Sang câu D. Câu D thì các bạn thấy là có 4 phân số nhưng trong đó nó sẽ có hai cặp có cùng mẫu 12, 12, 99. Vậy ta nhóm hai cái cặp này vô thành hai nhóm và kết nối với nhau bởi phép toán cộng. Như vậy ở ngoặc thứ nhất các bạn dễ dàng thấy được kết quả nó ra 1 và ngoặc thứ hai là -1. Vậy kết quả bài toán này là bằng 0, khá là dễ ha. Ta sang câu E. Các bạn thấy rằng đây là tổng của hai tích cho nên sẽ có một số bạn nghĩ rằng ta lấy trừ 6 phần 13 cộng cho trừ 6 phần 13, 8 phần 15 cộng cho 7 phần 15 là hoàn toàn sai nha các bạn. Bởi vì đây là tích, chúng ta không thể bứt cái thừa số này ra để cộng được. Mà ta phát hiện ra hai tích này nó có một cái thừa số giống nhau chính là trừ 6 phần 13. Như vậy, cái trừ 6 phần 13 này nè, nó có cái tên gọi là thừa số chung. Và lúc này các bạn có thể áp dụng cái tính chất nhân phân phối của phép nhân đối với phép cộng để rút cái thừa số chung này ra ngoài. Và sau đó các ta sẽ thực hiện phép toán cộng trong ngoặc rất là dễ dàng. Cuối cùng kết quả ta thu được là trừ 6 phần 13. Và bài tiếp theo. Bây giờ các bạn lưu ý rằng ở bài tiếp theo nó dựa trên cái nền của câu E và nó cộng thêm một cái phân số độc lập bên ngoài. Như vậy hai cái nhóm đầu này có thừa số chung giống như câu E và ta thực hiện như câu E. Công việc này hoàn toàn không liên quan đến trừ 7 phần 9 cho nên trừ 7 phần 9 vẫn nằm bên ngoài không liên quan tới công việc ở đây. Và sau khi thu gọn thực hiện như ở câu E, các bạn sẽ thu được nhóm phía trước là 2 phần 9, trừ 2 phần 9 cộng với lại trừ 7 phần 9. Thì các bạn sẽ thu được kết quả là trừ 1. Trừ 1 từ đâu ra? Đó chính là trừ 2 cộng trừ 7 là trừ 9 các bạn ha. Trừ 9 chia cho 9 thì kết quả ra là trừ 1, chỉ có thế thôi. Ta kết thúc phần thực hiện phép tính và bước sang phần tìm x. Đối với bài toán tìm x thì các bạn lưu ý rằng bây giờ lên tới lớp 6 rồi chúng ta có thêm những cái quy tắc mới giúp cho chúng ta làm giải quyết bài toán nhanh hơn, đó là quy tắc chuyển vế nè, quy tắc dấu ngoặc nè. Vậy thì quy tắc chuyển vế là một trong những cái quy tắc mà áp dụng thường nhất trong bài toán tìm x. Chúng ta được phép chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia. Khi chuyển vế thì đổi dấu số hạng đó, dấu cộng thì chuyển thành trừ, dấu trừ thì đổi thành cộng. Số hạng nha các bạn, như vậy là đối với phép toán cộng trừ thì chúng ta mới thực hiện được. Tại sao thầy gọi là cộng trừ? Bởi vì chúng ta đã học số âm rồi, cho nên cộng trừ được nói chung là tổng đại số. Đây, ở đây ta thấy x cộng cho 3 phần 10, như vậy cái dấu cộng này nó thể hiện là 3 phần 10 là một số hạng, vậy tôi sẽ chuyển nó đi được. Và dấu cộng này là thuộc 3 phần 10, cho nên khi chuyển sang đổi dấu sẽ thành là trừ 3 phần 10. À, và như vậy x còn lại, ta bấm máy tính ra kết quả. Còn ở đây là thầy thực hiện chậm để cho các bạn thấy, nhưng lát nữa thầy sẽ thể hiện là cái dòng mà 5 phần 10 trừ 6 phần 10 trong bài, xin lỗi, 5 phần 20 trừ cho 6 phần 20, cái bước quy đồng này nè, là để ôn cho các bạn lại một chút. Còn đối với bài toán tìm x thì các bạn sẽ được giảm nhẹ, chỉ cần trình bày ra là 1 phần 4 trừ 3 phần 10, đúng như thế này, sau đó các bạn bấm máy tính ra được trừ 20 là xong. Đây, như thế này. Bây giờ chúng ta sang câu B, tương tự như vậy. Trừ 5 phần 18 ta chuyển vế sang phải thành cộng. Thế là bài toán kết thúc bằng một việc bấm máy tính nữa là xong. Cực kỳ dễ các bạn nha. Ta đã giải phóng được bộ nhớ của chúng ta về những cái công thức muốn tìm số hạng, muốn tìm số bị trừ, số trừ vân vân. Còn đối với phép toán nhân vẫn phải nhớ công thức để làm nha. Rồi sang câu C các bạn nhìn. Như vậy ở đây 4 phần 9 nói với lại đó là cộng 5 phần 9 x. 5 phần 9 x có nghĩa là 5 phần 9 nhân cho x các bạn nha. Như vậy ta sẽ chuyển được 4 phần 9 này sang vế phải là đầu tiên. Ta bấm máy tính thu được kết quả như thế này. Bây giờ bài toán tìm x trở nên quá đơn giản. X là một thừa số. Ta sẽ lấy tích là trừ 11 phần 45 chia cho 5 phần 9. Bấm máy tính thế là xong. À, như vậy ở câu D các bạn nhìn đây. Ta sẽ tiến hành chuyển trừ của trừ 1 phần 9 sang vế phải thì cái dấu trừ này sẽ biến thành cái dấu cộng ha. Rồi. Tương tự như câu C, không có gì phải nói nhiều hết. Lưu ý ở đây là ta thực hiện phép toán chia, chứ không phải là chuyển vế, nên trừ 2 phần 5 vẫn là trừ 2 phần 5. Nha các bạn nha, giống như ở câu C, ta thực hiện phép toán chia cho 5 phần 9 thì vẫn là chia cho 5 phần 9, chứ không phải là 5 phần 9 này chuyển vế nha. Bởi vì 5 phần 9 này đang là thừa số, rồi chuyển vế được. Kết quả ta thu được x bằng trừ 5 phần 9. Rồi, ta... Bài tiếp theo, sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần. Thì để sắp xếp được các phân số theo thứ tự tăng dần, các bạn nhớ tăng dần có nghĩa là phân số nhỏ nhất. Số nhỏ nhất sẽ được đặt đầu tiên, rồi sau đó kế tiếp.
từ trái sang phải, giá trị nó sẽ tăng dần lên. Ở đây ta thấy nó có 3 phân số, và phân số này không có cùng mẫu, cho nên để so sánh được giá trị ta phải tiến hành quy đồng mẫu. Và ta quy đồng mẫu xong, số 0 tại sao thầy không quy đồng? Bởi vì 0 con muốn 0 phần mấy cũng được hết á. Đây, ta thấy tất cả đều là phần 12 cho nên ta cho nó là 0 phần 12. 0 phần 12 vẫn là 0. Vậy ta dựa vào cái kết quả sau khi quy đồng này so sánh xong, mình dễ dàng kết luận được. Trừ 10 phần 12 chính là tương ứng với trừ 5 phần 6 nè các bạn. 0 phần 12 chính là tương ứng với số 0 nè. Tương tự như vậy, ta thu được kết quả như thế này. Ta sang bài toán đố là bài số 4. Bảo đọc hết một quyển sách trong 4 ngày. Ngày thứ nhất đọc được 1 phần 3 quyển sách. Ngày thứ hai đọc được 1 phần 4 quyển sách. Ngày thứ ba đọc được 1 phần 5 quyển sách. Hỏi 2 ngày đầu Bảo đọc nhiều hơn hay ít hơn 2 ngày sau? Thế thì các bạn thấy, người ta hỏi đọc nhiều hơn hay ít hơn không có nghĩa là phải ra được số trang cụ thể đâu, bởi vì ở đây người ta đâu có cho mình biết quyển sách dày bao nhiêu trang. Nhưng ta dựa vào số phần quyển sách, ta có thể so sánh được. Vậy công việc đầu tiên ta sẽ cộng số phần quyển sách đọc ở 2 ngày đầu lại trước. Kết quả ta thu được là 7 phần 12 quyển sách. Đến đây nếu các bạn tin ý, các bạn đọc kỹ đề, các bạn sẽ thấy là gì? Quyển sách này chỉ đọc trong 4 ngày. Mà 2 ngày đầu được đọc được là 7 phần 12 rồi. Như vậy 2 ngày sau đọc được bao nhiêu phần? Quá dễ. Cả quyển sách sẽ là 12 phần 12. Ta lấy 12 phần 12 trừ cho 7 phần 12. Sẽ tìm được số phần quyển sách đọc ở 2 ngày sau. Mà 12 phần 12 thì các bạn có thể hiểu nôm na nó chính là 1. 12 phần 12 là 1. Các bạn bấm máy tính hoặc là để chỗ số 1 này là 12 phần 12 vẫn được nha. Và bây giờ công việc so sánh nữa là xong. Vậy ta thấy rõ ràng là 7 phần 12 lớn 5 phần 12. Cho nên là mình sẽ kết luận được đó là 2 ngày đầu bạn đọc nhiều hơn. Rồi, ta sang bài tiếp theo. Cũng là một bài toán đố, nhưng bây giờ người ta cho giá trị của các bạn nè. Lớp 6A có 30 học sinh, gồm 3 loại tốt, khá và đạt. Trong đó học sinh tốt chiếm 2%, xin lỗi 2/9 số học sinh cả lớp. 2/9 số học sinh cả lớp. Số học sinh cả lớp của mình chính là 36. Như vậy nó chính là 2/9 của 36. Hồi nãy lúc con trắc nghiệm đã có một cái câu ôn kiến thức này cho các bạn rồi. Vậy đọc tới đây là các bạn đã nhẩm được trong đầu. À, vậy là tôi sẽ tính được số học sinh tốt. Rồi, tiếp tục. Số học sinh khá bằng 5/7 số học sinh còn lại. À, lưu ý nha các bạn. 5/7 của số học sinh còn lại chứ không phải của số học sinh cả lớp. Như vậy số học sinh còn lại này là cái gì? Là số học sinh cả lớp sau khi trừ bớt đi số học sinh tốt mà hồi nãy mình tìm được đó các bạn. À, bây giờ chúng ta bắt tay vào việc thôi. Số học sinh tốt quá dễ, nhưng mà nãy mình nói lấy 36 nhân 2/9 ra 8. Và bây giờ tính số học sinh khá, đọc lại dữ liệu về số học sinh khá. Số học sinh khá bằng 5/7 số học sinh còn lại. Số học sinh còn lại là gồm có 36 học sinh ban đầu nè. Trừ cho 8 học sinh đạt loại tốt thì sẽ ra số học sinh còn lại, và ta đem cái kết quả đó nhân cho 5/7, thế là xong, ta được 20 em. Thế số học sinh đạt thì sao? Không có cái nào liên quan tới số học sinh đạt, nhưng các bạn tin ý, ở đây lớp chỉ có 3 loại thôi, hai loại kia ta tính được rồi, thì số học sinh đạt ta chỉ việc lấy tổng số, ta thực hiện một phép toán trừ là xong, và đây chính là số học sinh đạt mà chúng ta thu được. Ta sang bài toán liên quan tới hình học là xác định một trục đối xứng của hình. Hình đầu tiên là hình chữ nhật. À, trục đối xứng các bạn dễ dàng nhận thấy đây, cái đường đứt này. Để kiểm tra, các bạn tưởng tượng ta gấp tờ giấy này lại theo cái hình trục đối xứng. Theo cái đường đứt này thì các bạn sẽ thấy là hình chữ nhật này nó sẽ được gấp lại trùng khít lên nhau. Tương tự ta sẽ tìm thấy được một cái trục ngang cũng có tác dụng làm được công việc đó. Hình con bướm thì chúng ta sẽ có được một trục thẳng đứng. Và lưu ý ở đây đó là do hình ảnh scan qua cho nên nó không có được chuẩn lắm. Tức là cái râu của con bướm này nè. Đúng ra là hai bên nó sẽ tương đồng khoảng cách giống y chang nhau luôn nha các bạn. Còn chỗ này các bạn thấy là nó hơi lệch một tí xíu. Thì cái đó là do cái sự sai lệch trong quá trình chép hình thôi. Chứ còn nếu các bạn gấp lại đúng nguyên bản của cái hình này là lúc này hai cái râu nó sẽ trùng khít lên nhau luôn. Và những cái cánh này nó cũng trùng khít lên nhau. Tâm đối xứng của các hình. Các bạn dễ dàng nhận được tâm đối xứng của hình thứ nhất. Đây các bạn nhìn nè. Nếu thầy lấy một điểm bất kỳ bên đây, thầy nói qua cái tâm đối xứng thì thầy sẽ thu được một cái điểm bên đây hình. Nhận cái tâm đối xứng này là trung điểm, tức là hai đoạn thẳng này bằng nhau. Tương tự như vậy cho hình ở đây, hình cánh hoa, hoa bốn cánh. Rồi, ta bước sang bài hình học cuối cùng. Cho hình vẽ sau, điểm B nằm giữa hai điểm nào? Quá dễ các bạn nhận biết được, dựa vào hình vẽ. Điểm B của mình có thể nằm giữa hai điểm A và C. Hoặc là điểm B của mình cũng có thể nằm giữa A và D.
Tiếp theo, câu B là một câu rất là thú vị. Các bạn tinh ý một chút, các bạn sẽ làm rất là nhẹ nhàng. Trên hình vẽ có bao nhiêu đoạn thẳng kể tên? Vậy thì các bạn hãy khoan báo cho người ta biết số lượng là bao nhiêu đã. Các bạn hãy kể tên nó trước. Cách kể tên để không thừa không thiếu, thầy sẽ bày cho các bạn. Ta lấy từng điểm ta lắp. Đầu tiên là điểm A, lắp với tất cả những điểm còn lại. Ta được đoạn thẳng AB, đoạn thẳng BC, xin lỗi, đoạn thẳng AB, đoạn thẳng AC, đoạn thẳng AD. Sau đó chúng ta sang điểm B, ta sẽ có đoạn thẳng BC, đoạn thẳng BD, rồi đến điểm C, ta sẽ có đoạn thẳng CD. Ta đi tới, không đi lùi. Và sau khi kể tên xong hết, thì các bạn sẽ thu được tất cả là 6 đoạn thẳng. Thì ta hãy trả lời câu hỏi về số lượng. Cuối cùng, kể tên một tia góc B, một tia thôi nha các bạn. Góc B của các bạn ở đây. Như vậy, dễ nhất, tôi gọi là tia BA. Đi về phía này chỉ có một điểm A thôi. Còn nếu các bạn muốn đi về phía bên tay phải, thì cái tia bắt đầu từ B đi về bên phải, các bạn có thể là tia BC hoặc tia BD. Cho nên, tất cả những tia góc B thì có thể là BA, BD và BC. Nhưng ở đây người ta kêu mình có một tia, vậy thì mình nêu một tia thôi. Còn nếu như câu hỏi được hoán chuyển thành là nêu tên tất cả các tia góc B, thì lúc đó các bạn phải nêu cả ba tên ha. Và bài số 7 này cũng kết thúc phần video ôn tập cho các bạn học sinh lớp 6. Thầy hy vọng là thông qua video ôn tập này, các bạn dựa vào đó cũng giống như là cái đề cương mà các thầy cô sẽ phát cho các bạn để các bạn ôn tập thật là tốt. Chúc các bạn có kỳ kiểm tra giữa học kỳ 2 đạt điểm thật tốt. Thân ái xin chào tất cả các bạn.